Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quốc Oai lần thứ 23, nhiệm kỳ năm 2020-2025. Nhiệm kỳ 2015-2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng huyện Quốc Oai đã nỗ lực hoàn thành đạt và vượt 15 trên 15 chỉ tiêu đề ra. Tuy nhiên, kinh tế của huyện hiện vẫn chưa phát triển tương xứng với tiềm năng, lợi thế của địa phương, nhất là chưa xác định rõ được ngành kinh tế mũi nhọn, thu hút đầu tư trên địa bàn còn chậm, thu ngân sách thiếu bền vững. Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đề nghị Đại hội đại biểu lần thứ 23 Đảng bộ huyện Quốc Oai phải thảo luận kỹ để tìm ra các giải pháp hữu hiệu, khắc phục các hạn chế yếu kém trong thời gian tới, quyết tâm không cam chịu trì trệ, không để bị tụt lại phía sau so với các địa phương khác của thủ đô, quyết tâm xây dựng huyện phát triển nhanh và toàn diện. Trước mắt, đồng chí Vương Đình Huệ cho rằng Quốc Oai cần tập trung nguồn lực phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, có kế hoạch căn cơ, bền vững, lâu dài, phát triển các cụm công nghiệp làng nghề, đưa dịch vụ thành ngành kinh tế có thế mạnh, thu hút nông nghiệp công nghệ cao, đồng thời tiếp tục giữ gìn, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của địa phương.